mãn nhãn với màn biểu diễn drone ánh sáng bên bờ sông khiến ai nấy trầm trồ về anh bạn hàng xóm. Không thể không thừa nhận rằng Trung Quốc là một đất nước có tốc độ phát triển vô cùng đáng kinh ngạc. Đất nước này luôn có nhiều điều bất ngờ khiến ta phải trầm trồ. Một trong số đó là việc ứng dụng công nghệ. Điển hình như vào đêm giao thừa chào đón năm dương lịch 2024 vừa qua, tại thành phố Thâm Quyến đã diễn ra những màn biểu diễn drone ánh sáng cực mãn nhãn khiến ai cũng không thể rời mắt. Theo đó, bên bờ con sông ngăn cách giữa Thâm Quyến và Hồng Kông, màn đếm ngược và bắn pháo hoa mừng năm mới diễn ra như thường lệ. Tuy nhiên, ngay sau đó, hàng loạt các hình ảnh độc đáo hiện lên bầu trời khiến bất cứ ai cũng phải trầm trồ. Những hình ảnh được biến đổi linh hoạt để chào đón năm 2024. Từ những dòng chữ tới biểu tượng thần Long Tầm Châu, linh vật năm nay đều được thể hiện cực tinh tế, tỉ mỉ. Nếu như Bắc Kinh, Thượng Hải, Hàng Châu, Quảng Châu đã nổi tiếng trong sử sách, thì Thâm Quyến là nét hiện đại mới mẻ của ngành công nghiệp hóa. Thành phố Thâm Quyến nằm ở phía nam tỉnh Quảng Đông, cách Cửu Long, tân giới của Hồng Kông chỉ một con sông. Thành phố này có diện tích khoảng hơn 2.000 km², dân số 88 vạn người. Năm 1980, Thâm Quyến được xây dựng thành đặc khu kinh tế mở, thành phố công nghiệp gia công và du lịch. Do đường quy hoạch tổng thể toàn diện, nên Thâm Quyến trở thành một thành phố hiện đại trên thế giới, sạch sẽ và nhiều cây xanh. Tốc độ phát triển của thành phố này là sức hút mạnh đối với các thương gia nước ngoài. Bạn nghĩ sao về màn biểu diễn ánh sáng cùng sự phát triển của thành phố này? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị.